Con này này khoảng nhiêu anh? Ở đó nhỏ em nó mua nó cho. À. Nó đi nước ngoài nó không nuôi nó cho. À. Anh nuôi lâu chưa? Lâu rồi, trăm mấy rồi. Nhìn nó như gấu bông á. Đi chơi, đi. Con này mình thường tắm nó được không anh? Ngày nào cũng tắm á. Giống này nó đâu sợ lạnh, ngày nào cũng tắm. Con này nó hơi ghét. Mình cũng cho nó ăn của nó, đồ ăn của nó thôi. Cho ăn thức ăn á. Dạ. Mua bịch thức ăn cho nó. Đồ, dơ. Ủa chứ nó ăn như thịt đồ của mình như mình ăn được. Cho nó ăn thức ăn. Mua bịch thức ăn hai mấy ngàn, dễ nuôi à. À. Vậy cũng dễ hơn, đỡ tốn hơn là cho nó ăn đồ cho thịt ăn đồ. Dạ. Đấy con. Con này khoảng mấy tuổi rồi anh? Năm mấy là chắc tuổi mấy của anh cũng biết. À. Như gấu bông. Mắt nâu luôn. Rồi đi chơi. Tìm gì vậy? Đây mình nói nó nghe cho anh. Hả? Nói mình ví dụ nói với nó hiểu không? Kêu nó về, nó về. Vô cỏ chơi đi. Đi vô cỏ chơi nè. Đây nãy giờ rồi. Ngán rồi. Kê dê kìa.